người coi giữ đài hương 468 và bây giờ thì gọi là nhà tưởng niệm 468. Tôi thậm chí đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên ông, và có lẽ ông cũng không biết tôi là ai. Nhưng mà một buổi phỏng vấn nó hoàn toàn với một cái tính chất bất ngờ như thế này, tôi nghĩ là sẽ rất thú vị. Quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Xin chào anh. Vâng. Tôi nhìn bộ quần áo anh mặc thì tôi có cảm giác hình như anh là cựu chiến binh đúng không ạ? Vâng, tôi cũng bộ cựu chiến binh ạ. Yeah. Vâng. Anh có thể giới thiệu sơ qua một vài nét về mình được không? Ví dụ như tên của mình là gì và nhà của mình ở đâu, và vì sao anh lại đến đây để trông giữ một cái nơi mà tôi nhìn thấy anh ngồi có một mình thôi ở cái nhà tưởng niệm, rất đông vào những ngày lễ nhưng mà lại rất là vắng vào những ngày như ngày hôm nay. Đây. Vâng ạ, thì báo cáo các chị coi như là lên đến đây thì tôi cũng là quá trình tôi đi bộ đội từ năm 78 tháng 8. Thế là tôi ở bên trung đoàn 824 là bên xung lực. Thế quá trình tôi ra quân thì năm 85. Thế quá trình coi như là chiến đấu ở cái mặt trận Vị Xuyên này thì tôi đi thì là ở trung đoàn 824 thì lúc đi thì nó chưa đánh, năm 79 ấy. Thì quá trình thì nó có đánh ở đây thì nó không đánh lớn, nó chỉ khiêu khích thôi. Nó bắn pháo cầm kênh. Thế thì bộ đội ta là trung đoàn 42, sư 33, trung đoàn 1, tiểu đoàn 2 là ở 1509, là một tiểu đoàn. Thế ở dưới cửa khẩu kia là tiểu đoàn 1, là trung đoàn 2 là sư 33. Quá trình bộ đội ta phục vụ coi như là trực chiến ở đây từ năm 79 đến năm 84, ngày mùng 2 tháng 4. Thì bắt đầu thằng Trung Quốc nó mới mở màn, nó bắn pháo. Bắn pháo là quá trình là trung đoàn, quân đoàn 14 của thằng Trung Quốc. Là nó thành lập từ năm 79, hiện đại hóa đất nước của nó là 5 năm, nó còn chưa va chạm tiếng nổ. Thế thì bọn tôi thì lại ở bên xung lực thì cứ hay bám sát địch, là hay luồn sâu. Thế là đi sang bên kia thì cũng bám sát địch, nhưng mà lúc chưa đánh nhau thì đã đi trước về sâu. Đến khi nổ súng thì bọn tôi đã bám sát địch là lúc 20m, lúc 50m, lúc 100m. Thế bọn tôi cũng cố gắng để mà bám sát địch, để mà đánh, lấy đấy là nhiệm vụ của thanh niên của quốc yêu cầu đến là bọn tôi như thế. Thế đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 84 là quả đạn loạt đạn đầu tiên là quân đoàn 14 cách đường biên ở đây là 10 cây đường bộ, là cái đồi mâm xôi của nó, một lữ đoàn pháo của quân đoàn 14 của thằng Trung Quốc. Thế thì quá trình nó bắn là lúc 9 rưỡi sáng là ngày mùng 2 tháng 4. Thế thì nó bắn cầm kênh coi như là bộ đội ta coi như là mất ăn mất ngủ các chiến đội ở trên chốt. Thế quá trình đánh nhau ấy thì nó cứ kéo dài ra, coi như là bộ đội ta coi như là pháo nó bắn đến Hà Giang, là lúc ấy là Hà Tuyên. Thế bọn tôi cũng đóng ở ngoài Hà Giang, thế là cứ lân phiên nhau vào để bám sát địch. Thế quá trình đánh ấy thì đến ngày 28 là nó quấy nhiễu được 26 ngày là bộ đội ta mất ăn mất ngủ ở trên chốt. Thế là lúc đánh thì ngày 28 5 giờ kém 15 là bắt đầu bọn tôi là nghe thấy nó hô nhảy xích. Thế bọn tôi ba đồng đội vừa mới hỏi bảo tại sao nó hô nhảy xích. Thế hô nhảy xích nó lấy cái má hiệu của máy 12W gọi cái mặt trận pháo của nó bắn vào các điểm cao là 1509 thằng Trung Quốc gọi Lao Sơn. Thế nó đánh coi như là bộ đội ta nghe thấy tiếng nổ khác. Thế bộ đội tôi vừa mới ra thông hào phát thì thằng Trung Quốc nó đầy hết ra thông hào rồi. Thế quá trình đánh là không cân sức, 1509 là đấy là nó hai trung đoàn nó đánh. Thế mình mới có tiểu đoàn. Thế là không cân sức, thế là chống cự được 12 lần tấn công. Từ lúc 5 giờ kém 15 đến 3 giờ chiều. Thế quá trình là bộ đội ta ấy đánh ấy thì lưu đạn mình bỏ từ năm 79 đến năm 84 ném 10 quả nó chỉ nổ 3 đến 4 quả thôi. Đấy, cùng giờ như thế, thế là hết đạn, rút xuống 1001, đánh giáp La Cả dồn nhau xuống. Thế thì ba rưỡi bắt được Lê Ông Bân, chính trị viên quân đoàn 14 thằng Trung Quốc. Bắt được ông khai bảo các anh cô giữ khoảng 5 đến 10 phút thì là nó cũng hết quân để lấy cái Lao Sơn. Thì mình là cũng hết đạn. Đấy, là rút xuống dưới này là cùng giờ nổ súng 1772 là 9 giờ sáng mất mình một đại đội của tiểu đoàn 1. Nó đánh thì một trung đoàn nó đánh là 9 giờ sáng là mất, là nó tấn công lên 9 lần. Thế là 9 giờ sáng là mất coi như là 772 với 1509. Đến ngày 29 nó đánh sớm hơn, 4 giờ sáng nó đánh vào tiểu đoàn 1 với 030 với 1250. Thế đồng loạt nổ súng thì đến 4 giờ sáng nổ súng thì đến 4 giờ chiều là mình mất. Coi như là quân mình không chi viện được nữa các anh ạ. Đấy. Là coi như là mình rút ra ngoài ngã ba để phòng ngự, là chống cửa đấy. Thế thì quá trình đánh nhau thì đạn nó nhiều quá, bộ đội ta không chi viện được. Thế là chỉ mỗi sư 33 thì mãi sau là sư 314 cũng bổ sung lên. Thì những các trung đoàn tôi lại không nắm gió. Thế thì 316, 356 là chi viện từ Hoàng Lê Sơn sang bên mặt trận Vị Xuyên này để hỗ trợ. Thế thì cái mặt trận này đánh ấy thì rất nhiều trận đánh. Tổng thể ở đây là 9 sư đoàn, 3 trung đoàn phụ thuộc nữa.
Thế thì ngoài ra thì ở đây thì trên 10.000 quân. Lúc đánh thì rất nhiều trận đánh, mà các trung đoàn, các đơn vị là đánh rất nhiều trận, nhưng mà tôi không nắm được. Vì tôi được đánh trận nào thì tôi lại cần tham gia tôi biết. Thì tôi sẽ nói những các trận coi như ngày 12 tháng 7. Thế là trung đoàn 356 đánh ở 772. Thế 316 đánh 300-400. Với một trung đoàn 148 đánh 1250 với 030. Thế hợp đồng tác chiến đánh không thành. Đánh không thành là vì nguyên nhân là bị lộ toàn tuyến. Thế thì đặc công mình vào trong đánh. Đánh thì ở 772 này là hai tổ. Một tổ chính diện, một tổ luồn sâu, một tổ chính diện. Còn kết hợp với B6. B6 là của bộ. Cách đường biên khoảng 2 cây số. Đánh cái vào đảm nhiệm vào phá hủy coi như là 4 khẩu cối của nó. Thế vào đánh coi như là cùng đồng loạt nổ súng là lúc hợp đồng tác chiến là 4 giờ sáng nổ súng. Nhưng mà không hợp, cái đồng hồ nó không lệch. Lệch thì đặc công đã đánh trước khoảng 5 đến 10 phút. Thì ngoài pháo còn chưa bắn vào. Thế bộ binh còn chưa đến giao thông hào. Đến khi nổ súng cái thì cả 4 giờ sáng và cả cái khu này là 772 với 300-400 coi như là rực lửa hết. Coi như là khu này đạn hai luồng vậy. Cả thằng Trung Quốc cả mình coi như là ná vào coi như là các điểm cao. Coi như là bắn vào đây là lúc đánh nhau không cân sức nữa đến 11 giờ trưa. Truyền lệnh để rút thì 356 cũng chả còn ai nữa. Lúc nổ súng thì thằng Trung Quốc nó làm nhiêu hết sóng. Cả máy thông tin liên lạc không gọi được nữa. Là đạn hai luồng chụp vào cái những cái đồi 772 với 300-400. Coi như khu này là bùng nổ coi như là 3 ngày 3 đêm thằng Trung Quốc phản kích lại. Từ lúc 8 giờ sáng là nó trời quang mây tạnh, nó phản kích coi như là 3 ngày 3 đêm. Nhưng cái đồi 772 ấy thì thịt nát xương tan, là trên đỉnh coi như bộ đội ta đặt tên coi như là cối xay thịt với bom thịt. Còn 685 thì gọi E5 thì là cũng là lò vôi thế kỷ, là cái trận kia là cây cối nó to như thế cũng là đổ sạch mà núi đá coi như trụi hết không còn gì cả. Đấy. Là những các trận là đánh nhau là cái trận kia là mình thất trận, coi như là rất đau xót. Là bộ đội ta coi như là hy sinh quá nhiều. Đấy. Còn mà 356 thì ngày hôm ấy thì hy sinh mất 593 đồng chí. Trung đoàn 316 thì hết 208, 030 hết 108. Là không kể những các đồng đội coi như là công binh này, đặc công này còn chưa tính đến, chưa nói đến cái trận kia. Là mình hy sinh cái ngày ấy là quá nhiều. Đấy. Thì mãi sau những các trận lớn thì tham gia trung đoàn 981 quân khu 1 nó điều sang để phối hợp đánh. Đánh 300-400, thế hợp đồng đánh ở dưới cái 100. Thế là mình đánh dọc vào, trong sau đứt địch, trong đánh ra, ngoài đánh vào là mùng 1 tháng 5 năm 85. Thế thì đánh cái trận kia thì là thằng Trung Quốc phản kích lại 12 ngày đêm. Đấy. Phản kích 12 ngày đêm thì nó không phản kích được, là nó không đánh bật được. Thế là đến ngày 12 tháng 5 là nó xin để lấy xác. Xin để lấy xác thì mình cũng cho nó lấy. Đấy, đến giao thông hào lấy, đến chiều nó lên đông quá thì mình lại gọi điện cho Bộ Quốc phòng lại cấp tập pháo và đội hình nó lại chết thêm. Thì chiều hôm ấy là nó bỏ, nó không lấy nữa. Đấy là cái trận coi như ngày 12 mùng 1 tháng 5 ấy, là năm 85, là cái trận kia là tham gia lớn, là đánh toàn tuyến, là mở màn, là đánh lúc 2 giờ sáng. Đấy. Đấy chính là cái trận đồi 211 theo cách của Trung Quốc gọi, còn bên ta thì gọi là đồi A6B đúng không anh? Cái A6B này thì nói với chị ấy, bọn tôi thì coi như là đi vào điểm nào thì bọn tôi chỉ biết cái điểm đấy. Còn các điểm khác thì bọn tôi không được vào, tôi không biết. Bộ đội thì nói tóm lại là không phải là ỏa uôm. Nó vào mặt trận nào đấy, bây giờ anh vào là chỗ 685, anh chỉ biết vào 685 thôi. Còn cái chỗ khác là anh không thể vào được. Đấy. Nếu mà vào là lại nguy hiểm. Cái trận mà anh vừa nói đấy, tức là mình đánh ngày mùng 1 đêm 30 dạng ngày mùng 1 tháng 5. Vâng. Đêm 30 tháng 4 dạng vâng. Sáng mùng 1 tháng 5 và trong 12 ngày vâng. Thì Trung Quốc liên tục phản kích. Phản kích nhưng mà không thành. Không thành. Vâng. Hai ngày đêm thì thành. Đấy có phải là cái trận đồi A không? Có ạ, đúng ạ. Đúng. Vâng, đúng ạ. Vâng. Bên đấy. Trung Quốc thì gọi là đồi 211, còn bên ta thì gọi là đồi A6B. Như vậy là hình như anh là lính của sư đoàn 313. Không ạ, tôi trung đoàn 824 ạ, lính đặc công ạ. À, tôi nghe anh nói thì chiến sự từ năm 1979 mà cho tới năm 1985 vậy. Được thể hiện một cách rất là xúc tích, một cách rất là tức là khi mà nghe với một cái thời lượng ngắn thôi, chỉ có một vài phút như vậy, nhưng người ta có thể mường tượng ra được cái diễn tiến của cái mặt trận Vị Xuyên. Thì tôi không hiểu là do anh nắm được tình hình như vậy hay là anh có được học một cái loại tài liệu nào đó giống như là để
của những cái loại nhà bảo tàng ấy để mà người ta thuyết minh để nói cho khách du lịch nghe hay không thưa anh? Không ạ, cái này thì tôi coi như là tôi chứng kiến ở đây thì tham gia mặt trận này thì tôi tham gia mặt trận đánh như thế nào tôi kể cho các anh để nghe như thế, giới thiệu như thế. Chứ còn tôi không được tham gia tôi lại không biết các trận khác. Đấy. Anh là đặc công cái là của một cái trung đoàn đặc công à? Trung đoàn đặc công, trung đoàn 824 ạ. Trung đoàn 824 thì nó thuộc của là bộ hay là của sư hay của cái gì anh? Trung đoàn độc lập ạ. Độc lập coi như không thuộc sư nào. Có nghĩa là nó thuộc của bộ đấy. Vâng, nó là độc lập coi như là chỉ có là ở trong tỉnh Hà Giang này là một trung đoàn đặc công là độc lập coi như không va chạm ai, không chung trả ai. Đấy. Thật sự là cái hiểu biết ở đây của tôi là rất là hạn chế và anh quên mất. Hình như nãy anh chưa giới thiệu tên. Vâng. Tên tôi thì Vàng Văn Xuyên. Tôi có sinh ra và lớn lên, tôi sinh năm 62, tôi ở xã Thanh Thủy, thôn Giang Nam. Vâng, huyện Xuyên. Là anh Vàng... Vàng Văn Xuyên. Vàng Văn Xuyên, vâng. Ở xã Thanh Thủy, vâng. Thôn Giang Nam. Thôn Giang Nam. Năm 1979 anh cũng đã ở đây rồi. Vâng, tôi đi từ năm 78. Vâng. Anh đi bộ đội năm 78 và năm 79 thì đã có mặt ở đây. Và qua cái câu chuyện của anh ấy thì ta có biết được rằng là cái năm 79 ở đây thì nó không diễn ra một cách ác liệt như những cái mặt trận khác. Và ở đây thì nó chỉ là khiêu khích đúng không thầy? Vâng, nó chỉ khiêu khích. Dạ. Vâng. Và câu chuyện của những cái ngày bắt đầu khốc liệt là năm 1984 thì được anh nói một cách rất là vắn tắt, đơn giản và dễ hiểu. Tôi biết ngày hôm ấy thì anh đang ở đâu? Ngày hôm nay tôi ở trong mặt trận này. Dạ. Cụ thể là đâu ạ? Cụ thể là bám sát địch ạ. Vậy anh có thể kể một cách cụ thể hơn những điều mà anh mắt thấy tai nghe trong cái buổi hôm mà anh bám sát địch ấy không? Bám sát địch đấy lúc nãy tôi đã kể đấy. Là nó loạt đạn đầu tiên là nó hô nhảy sách thì bọn tôi nó mới bảo là tại sao nó hô nhảy sách. Ba đồng... Anh nghe luôn bằng tai nghe hay bằng là... Tai nghe, bằng tai nghe. Tức là lúc ấy mình bắt sóng. Không phải bắt sóng ạ. Coi như trực tiếp luôn ạ. Nghe, nó nói bên kia bên này mình nghe. Vâng, nó nói coi như tiếng Việt ạ. Chứ không phải là mình... Nó nói vào máy 12W không ạ. Nó nói vào máy 12W. Nó nói vào máy 12W, còn mình thì là ngoài và mình nghe thấy chứ nghe không thấy. Phải là mình bắt sóng của nó. Không phải bắt sóng, vâng. Chỉ nghe thấy coi như nó hô nhảy sách thì bọn tôi bảo là tại sao hô nhảy sách. Thế là nó hô nhảy sách thì nó gọi cái mặt trận pháo, lữ đoàn pháo nó bắn ạ. Đấy, nó bắn vào các hai điểm ạ, 1509 với 772 ạ. Lúc đấy là anh đang trên 1509? Không, ở dưới chân ạ. Dưới chân của vâng. Ở chân. Dưới chân là 772 ạ. Chân 772? Vâng. Và lúc ấy bọn nó cũng đang ở trên 772 rồi. Vâng. Đúng rồi. Nó chưa ạ? Chưa. Chưa, nó đã, coi như là quân của nó đang chưa lên. Thế cái chỗ mà nó nói nó nhảy sách thì là nó ở chỗ nào? Chỗ nhảy sách là chân 772 ở dưới khe bên kia. Bên đất bên của đất, nó? Đất nó. Vâng. Nó hô coi như là nhảy sách thì bọn tôi bảo là tại sao nó hô nhảy sách. Vừa mà nó dứt lời thì đầu lòng pháo nó nổ ạ. Mật khẩu của nó đấy, mật khẩu nó hô nhảy sách. Có một câu chuyện này mà tôi cũng rất là muốn xác minh thì không hiểu là anh có biết hay không. Tôi muốn biết được là cái độ chính xác của nó là bao nhiêu. Có nhiều câu chuyện nói về cái cuộc chiến mà mất ở 1509 thì như anh vừa nói vừa rồi đấy, là từng cái điểm cao của mình mất được anh kể vắn tắt trong những bao nhiêu đợt tấn công từ mấy giờ đến mấy giờ, tức là các chiến sĩ ta với cái số lượng ở trên chốt, đã chốt thì không thể đông được, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì đã chốt thì rất ít thôi, nhưng mà đã chiến đấu rất ngoan cường, có những nơi là đẩy lùi 12 đợt tấn công. Vâng. Có những nơi thì 9 hoặc 8 gì đấy, tôi nhớ. Vâng. Không chính xác. 9 hoặc 8 đợt tấn công. Và như vậy là tóm lại cuối cùng thì ta cũng mất chốt, nhưng mất không phải là mất ngay lập tức, không phải là bỏ súng, bỏ pháo, bỏ chốt để chạy, mà đã là qua chiến đấu. Ở đây thì cái chỗ hy sinh thì tôi cũng chưa nghe anh nói, nhưng mà có lẽ cũng điều mà tôi muốn biết là có câu chuyện là khi mà Trung Quốc nó bắn như vậy, trong suốt một cái thời gian dài nó bắn tra tấn anh em mình bằng một cái sự căng thẳng của pháo kích. Vâng. Thế rồi đến một hôm, là cái hôm anh kể đấy, là nó bắn pháo nhưng mà pháo chỉ là cái đạn giấy nổ thôi, không sát thương. Vâng. Và trong cái thời gian nó bắn pháo như vậy thì lính của nó đã bỏ lên, còn mình thì pháo bắn thì xuống hầm. Vâng. Hết pháo hoặc là nghe nó chuyển làn. Vâng. Thì lúc ấy mình mới lên thì Trung Quốc đã đầy rồi. Thì câu chuyện này bao nhiêu phần trăm là sự thật thưa anh? Đây là thật ạ. Thật. Sự thật. Vâng. Sự chính. Thật ạ. Ở 1509. 1509 ạ. Các điểm cao cũng là toàn đến 772 với 1509 này. Đều như thế ạ. Cái mặt trận nó bắn pháo một loạt là pháo đạn thật. Sau bắt đầu nó bắn đạn giấy phát là nổ khác. Bộ đội ta trong hợp nghe thấy cái nổ khác cái ra cái là nó đã đầy hết trong hầm. À. Nó bắn đạn giấy ấy thì để cho quân nó lên. Lúc bắn đạn thật thì là nó đang chuẩn bị là dồn quân lên.
đến bắn đạn giấy là nó nhảy vào trong hông hào, là nó là quần nó vào, là nó lên đấy, rồi, nó lên rồi. Vâng. Khi mà mình nghe thấy cái tiếng đạn nổ khác đi thì lúc đấy là lúc mà mình cũng là phải có một cái sự, đúng không, nhưng mà nó quá có nhanh chứ, có, vâng, có, tức là mình nhận biết được điều, vâng, đó thì đã không kịp nữa rồi. Đấy, coi như là bộ đội ta ở trên này ấy, là quen cái tiếng nổ. Yeah. Vâng, quen cái đầu đạn nó nổ như thế nào là các anh ấy là quen rồi. Yeah. Đấy, nổ khác, nổ như thế nào là các anh, đạn to đạn bé, nổ loại đạn nào là các anh ấy biết hết, từ cối 60 là bé nhất đến 120, đến pháo 105, pháo 130 là nổ như thế nào, bắn từ đầu lòng sang thì các anh ấy biết hết các loại đạn là nó bắn. Bắn vào điểm nào là các anh ấy quen, là các anh biết. Là một đặc công thì chắc anh thường xuyên đi lại ở cái khu vực này trong cái thời gian tại khu vực đi lại thì bọn tôi đi vào cứ một tháng, đi vào khoảng 15 ngày, xong là quay ra cứ nghỉ 3-4 tháng là tổ khác vào, vào lại thay nhau vào. Đấy, cứ lân phiên nhau. Coi như ở ngoài kia là các anh chỉ huy là cứ vào điểm 772 là chỉ biết vào điểm ở đây thôi, chứ không phải là vào 400 mình chỉ biết vào 400, mình không là đi chỗ khác được. Đấy, nhưng các điểm nóng bỏng là ở đây, là cả 821 nữa với 824 nữa là cũng là đặc công, là nằm ở đây là đặc công nằm rất nhiều. Đấy, đánh rất nhiều trận là đặc công đánh, chứ còn bộ binh đánh thì không lại được. Nó những các đồng đội nằm ở mặt trận này ấy thì là toàn là chết vì pháo chứ không đạn thẳng. Nói tóm lại là như thế. Còn ban ngày ấy thì chân ướt chân ráo thì lên đây thì rất gian nan. Bộ đội ta là hai luồng đạn trong vòng từ 584-85, 2 năm là dòng giá không ngất một tiếng súng nào. Thế đạn thẳng ấy thì Trung Quốc nó ở 685 này là nó bắn tỉa là nó nhằm, coi như là bộ đội ta không biết ở đâu. Đấy, mình cũng không biết nó ở đâu, thì bộ đội ta còn chụp áo vào lòng súng, chụp mũ vào, thò đầu lên thì nó bắn, thì ở chỗ 700 này mới bắn sang bên này là phát hiện xem là từ đâu nó bắn. Thế thì ở chỗ 700 là nhìn sang chỗ 772 này thì nhìn thấy nó bắn 685 này này, chỗ đồi đá này này. Thế bộ đội ta mới phát hiện nó ở đấy, thì bộ đội ta mới ở chỗ 700 này này bắn sang, là trên 685 này là thằng Trung Quốc ở trên đỉnh ấy, chóp đá ấy, bắn nó phát là nó còn rơi xuống tận dưới đáy này cơ, dưới chân này cơ. Đấy, nó một nhạc đấy, bộ đội ta là như thế. Đạn thì rất nhiều, bộ đội ta ở trên này ấy, ban ngày thò đầu là chết, chỉ ở ăn hang ở hố thôi. Đấy, toàn vận động là ban đêm. Còn những các anh vận tải ấy thì ở ngoài cứ cây 15 vào, mang vận lương thực, thực phẩm, đạn dược vào trong này, thì quay ra lại mang thương binh tử sĩ vào 10 thì không trọn vẹn, lúc ra thì khoảng 8 đến 9 anh thôi. Đấy, trên đường đi là không có chỗ ẩn. Đấy, còn những anh ở trên này thì nó có hầm hào thì nổ bắn là rút vào hầm thì còn sống sót. Những cái điểm như này này, 468 này là hai mỏm, một mỏm đất là 468 này, một mỏm là cái núi đá kia, là cũng đấy hai mỏm. Như vậy là những người lính vận tải thực ra lại là rất là kém an toàn, đúng không? Vâng, trên đường đi là không có hầm hào. Vâng, rất khó. Và ngày nào thì cũng vẫn phải là chuyển lương thực, thực phẩm vào. Cứ đêm nào cũng vào. Vâng. Đêm là vào. Ban đêm là đi vào. Vâng. Và trưa sáng thì đã phải ra được đến. Trưa sáng là phải ra đây đến ngoài kia rồi. Dạ. Đấy. Hôm qua thì chúng tôi có đi lên cái 685. Vâng. Thì 685 trước đây tôi cứ tưởng nó chỉ là một cái núi lên như thế này. Vâng. Nhưng thực ra thì nó không phải, mà nó là cả một cái núi dài như thế này, rồi nó lại như thế này, đúng không anh? Vâng. Vâng. Thì toàn bộ cái phần này này là nó hết. Kia là 772 chứ? Không, 685 đã. 685 mình đang ở đây. Đây là 468. 468. Vâng, đang nói cái 685 như này. 685 chỗ 4 hầm. Vâng đấy. Vâng. Thì có phải là cái anh đã lên đấy bao giờ chưa? Tôi cũng lên rồi, tôi cũng xẻ gỗ đấy rồi, tôi cũng đấy lên. Lên xẻ gỗ rồi. Vâng, vâng, thế thì đúng vâng, rồi đấy. Vâng. Tức là nó dài như thế này, vâng, nó như một cái bức tường thạch bằng đá. Vâng, vâng. Mặt trên của nó không rộng là bao nhiêu cả, vâng, lớn nhất là 10 mét thôi. Nó chỉ là nhiều cái rông xuống núi thôi mà. Dạ, vâng. Thế thì nó như thế này, xong đến gần đây thì nó lại quay sang như thế này. Vâng. Thì chính cái mỏ quay sang như thế này là nó quay về bên mình đây này. Vâng. Đúng không? Vâng. Thì có phải là toàn bộ cái phần dài này là địch nó ở. Còn cái phần đây sang đây rồi thì mình chỉ có một tí cái đầu này thôi. Vâng. Đúng không ạ? Đúng rồi. Nói tóm lại là cái mặt trận này ấy thì rất khó. Bộ đội ta chỉ với thằng địch thì lúc thì chỉ có cách nhau khoảng 10 mét thôi, thò đầu là chết. Đấy. Cái cơ lối cho mái vừa nhằng phát là pòng mà. Anh nào cũng nhằm vào cái lối cho mái để người ta thoát khỏi, coi như là vừa loáng cái là pòng. Mình cũng thế mà nó cũng thế, là cứ lợi dụng coi như chỉ là lối cho mái thôi. Còn ném lưu đạn thì ném nó chỉ nổ mặt trên, nó không vào được. Đấy.
Hôm qua thì chúng tôi đi 6-8 năm, nhưng mà lại cũng chỉ đi được hết cái phần mà địch dự chiếm thôi. Vâng. Chứ còn bắt đầu từ xuống cái hõm xuống, rồi đến rừng cây ở trên ấy, hõm xuống rừng cây rồi sang đến cái vách đá bên này. Vâng. Thì lại chưa sang được, vì lúc ấy trời rất là tối rồi, thì lại chưa sang được. Cho nên thực sự là cũng, tôi cũng rất là muốn biết, muốn một lần nào đó lên thì nếu như mình có cái cách nào để đi sang cái khu vực đấy một cách nó ngắn, một cái con đường nó ngắn đó, ngắn hơn và nó không phải đi từ đầu đến cuối như là hôm qua chúng tôi đi không? Nếu mà ngắn hơn thì đi xe máy thôi, đi xe máy từ vòng này đường kia thôi, để xuống chỗ kia là gần nhất thôi. À, đấy. Xong từ đấy là đấy, là chân luôn rồi. Vâng, đấy. Chân là mình đi thẳng lên thôi. Vâng. Mình leo thẳng lên thôi. Vâng, đấy. Vâng. Lối nó có quá khó không ạ? Lối thì đi rất vất vả cô ạ. Rất vất vả. Vâng, rất vất vả, cả đuổi đất, đuổi đá là đi quá vất vả đấy. Chị đi là biết đấy. Đấy, bộ đội ngày xưa là vất vả như thế nào? Có phải cái chỗ mà anh nói là đi xe máy vào là xong rồi ở đấy nó có một cái chỗ để nó tiếp giáp sang với lại 772 không nhỉ? Có đấy đúng không? Đúng ạ. Tức là 772 này. Vâng. 772 nó dài này. Vâng, này. Vâng. Nhưng đến cái đầu mà nó chấm dứt. Vâng, vâng. Thì nó đấy, lại gãy xuống như này. Đúng rồi. Nó gãy xuống như này và nó sang mình đi từ bên kia là mình đi lên thành lên dốc đấy. Vâng. Thì xong trên này là 685 đúng vâng, không? Vâng. Tức là mình sẽ phải đi xe đến đấy. Vâng. Rồi từ đấy rồi mình đi sang cái gì đó rồi mình đi lên đúng không? Vâng, đấy nuôi đi sang kia là đấy là tùy mình sang điểm nào thì sang, nó có mấy mỏm. Cả cái bốn hầm là ở bên dưới đấy. Vâng. Tôi rất là muốn đến bốn hầm nhưng có lẽ là cũng chưa đủ duyên. Nếu như mà lần tới mà đi, anh muốn anh đưa đường thì anh có thể đi được không? Còn đủ sức để đi không? Sức thì còn. Lúc em sẽ tính sau. À, lúc em sẽ tính sau. Vâng. Các bạn thấy không? Một lời hứa là quan trọng, vì lời hứa ấy phải chắc chắn. Và tôi không hề nghĩ là kết thúc của chuyến đi dừng lại ở đài hương 468 và bây giờ là nhà tưởng niệm 468 ấy, thì tôi không ngờ rằng lại được nghe một câu chuyện ngắn gọn nhưng xúc tích và rất tổng thể về mặt trận Vị Xuyên. Anh có biết nhiều về mặt trận Đông Sông Lô không? Cũng Vị Xuyên của mình. Tôi rất biết ít rồi, những các trận nào tham gia tôi biết, nhưng các trận không được tham gia thì là không rõ. Thì bà gã chị này, các anh này, là cái trận ngày 12 tháng 7 mình lộ toàn tuyến đánh ấy, thì là cái ông Hà Phan đấy. Ông Hà Phan ở Bộ Chính trị thì mãi sau thì mới bị lộ từ năm, bắt từ anh ấy là từ năm 88. Sang năm 88 thì bắt. Vâng. Thế anh ấy đi xuống Hà Bắc để thăm Hà Bắc, thì cái ông cùng ở trong trại. Thế thì trại tù, đến bữa cơm thì anh ấy lại đi đâu ấy. Thế là bị bắt, trong là lúc trao trả thì ông này thì khả nghi ông này. Thế thì mới báo nhà nước mình, bảo là ông Hà Phan này là phải thận trọng. Thế nhà nước mình bảo có cái gì đặc điểm không? Bảo có, đằng sau lưng ông là xăm khẩu K54 với con dao. Thế thì nhà nước mình không biết làm thế nào để xem việc áo xem lưng, mới rủ nhau đi tắm biển, sinh hoạt rồi rủ nhau tắm biển. Thế tắm biển thì cởi quần áo ra thì mới thấy cái khẩu K54 với con dao nó xăm bả vai ấy. Thì bắt đầu mới bắt thì anh ấy đã viết được từ năm 79 đến năm 88, ông đã biết cái giấy phí đúp ấy, các trận đánh là ấy là dài được 4 mét giấy phí đúp. Anh nghe câu chuyện này ở đâu? Khá là ly kỳ đúng không các bạn? Tôi nghe coi như là những các cấp trên nó sinh hoạt, coi như là nó kể lại báo cáo bọn tôi thì tôi biết được, lúc ấy là bọn tôi còn là lính. Đấy. Nghe cấp trên chỉ có sinh hoạt là nhà nước mình là như thế, bắt những ông này là như thế, báo cáo là như thế. Tôi thì nghĩ là người đàn ông, người Giao này nói rất là thật những điều anh ấy biết. Nhưng mà còn thực hư câu chuyện này như nào thì tôi tất nhiên là không dám chắc. Và cũng là đây là lần đầu tiên mà tôi nghe. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ xem như là một cái câu chuyện truyền thuyết trong dân gian. Còn hư thực thế nào thì để kiểm định cũng rất là khó. Và nó chỉ là một câu chuyện vui vẻ thôi, cũng không sao. Quay lại cái câu chuyện này thì vâng, tôi lại muốn hỏi anh như này, anh nói cái chưa rõ lắm cái lúc mà có một cái người bị bắt đấy, anh kể lại từ cái lúc mà bắt đấy là hai người cùng một trại, hai người ở cùng một trại. Thế là đến giờ ăn cơm thì ông lại đi chỗ khác, gọi đi ông đi chỗ khác. Bị bắt là ai bắt? Bắt đấy là tôi không rõ. Ai bắt hai cái người đấy mà trại không, là trại ở đâu? Bắt đấy là ở trại đấy là không rõ. Tôi chỉ nghe các anh ấy chỉ giới thiệu là ông này là bị bắt như thế. Còn bắt thì lúc ở chắc là từ Pháp hay là Mỹ đấy. Có lẽ là thời đánh Mỹ đấy, chứ từ còn Mỹ là bắn tin sang bên vâng.
Nhưng mà nếu mà từ thời Mỹ thì không thể nào ông ấy là gián điệp cho Trung Quốc để mà lộ sang Trung Quốc nhỉ? Đúng không? Lúc ấy thì thằng Mỹ nó bán thông tin. À, lúc ấy thằng Mỹ nó bán thông tin, các bạn thấy ông rất logic. Bán thông tin là cái loạt đạn đầu tiên là 579 là bùng nổ, đây là từ ông Lee Gân với ông Đặng Thừa Bình đến Mali phố đây thì chào đón loạt đạn đầu tiên là 579. Bọn tôi coi như là ở bộ đội, bọn tôi nắm được như thế. Một người lính mà có những cái câu chuyện mà thật sự là tôi cũng choáng. Khi đấy thì anh là cấp bậc? Tôi chỉ lính thôi. Vâng, một người lính. Vâng. Anh có phải liên lạc hay gì đó không? Không ạ. Không. Thế làm sao anh lại tiếp xúc được với các vị chỉ huy lãnh đạo có những câu chuyện thế này ạ? Vâng. Trong đơn vị có cái gì là trung vị phải sinh hoạt là báo cáo cho hết, để biết hết, là lính đặc công là phải biết hết. Chứ không phải là giấu giếm gì cả. Đi các mặt trận có gì là báo hết, coi như là để biết hết. Là vì là bộ đội đặc công là đi không tiếng về không tăm, đi không ai biết, về không ai biết. Đấy, là như thế. Liệu bây giờ nói như thế này có phải là mình đang lộ bí mật không anh? Bây giờ là xong rồi. Bây giờ là coi như là không có gì rồi. Nếu mà có cũng chả có ai nói. Lúc đánh nhau thì chả có ai nói. Ví dụ nếu mà bọn tôi bị bắt thì cũng khắc tự sát. Nếu mà thằng Trung Quốc nó có bắt thì khắc tự sát. Một quả không nổ phải hai quả. Đấy, lúc nào cũng tư thế sẵn sàng. Ví dụ như cả hai quả nó cũng không nổ mà anh vẫn bị bắt và anh bị tra tấn hoặc là anh bị dụ dỗ thì có bao giờ anh nghĩ cái tình huống ấy xảy ra không? Không có, chỉ có chết thôi chứ còn không có. Vâng. Tôi rất tin những người đồng bào của tôi. Vì tôi vẫn đang xúc động với câu chuyện của anh ấy. Là đồng đội của tôi thì đã bị hy sinh như thế. Vì tôi kể coi như năm 80 tháng 12, tháng 11 là ngày 12 đánh ở trên chín mừng Sa Chi Cả. Thế thì bọn tôi đây lên thì nó đánh vào tiểu đoàn 7, bọn tôi lên chỉ 30 anh thôi. Thế thì nó đã bắn truyền đơn sang coi như là từ ông chỉ huy, biết tên ông chỉ huy mà lính không biết. Thế thì nó đánh vào cái 1992 đỉnh cao ấy, là ở Sa Chi Cả. Thế thì cái đỉnh cao này thì là một đêm một thằng Trung Quốc nó đã đào được 4 tầng giao thông hào, tầng dưới cách tầng chân là 25 mét, đủ một tầm lưu đạn. Đấy. Thế thì bọn tôi vào thì đi lên nhất xuống rất nhiều lần. Thế lần thứ tư bảo là lên đánh, thế là bị lúc 1 giờ đêm nó gài ngay vào cái giao thông hào, coi như cách cái hầm chỉ huy của nó khoảng 10 mét nữa thôi. Đấy, là lên 3 mũi. Thế là bị ông Minh là mũi trưởng, anh ấy là bị giẫm phải mìn. Thế ông Khánh thì lao vào để cứu ra thì lại giẫm quả nốt. Đấy, thế là đạn nó bắn vào cái chỗ nổ kia. Thế là hai anh này mai sau là bị một quả bộc phá nổ, chắc là hai anh hát tự sát chứ không ngoài ra là bị bắn. Còn một ông thì người bổng, ông bổng thì ông ấy là cũng mũi trưởng, anh người Bắc Cạn, anh sẽ đi lính từ năm 72. Thế anh đánh Mỹ xong, đánh Campuchia xong, anh là lên phía Bắc này. Thế là anh cũng vào đánh. Thế anh bị bắt, bắt năm 80. Anh bị bắt, anh xong lên là bị bắt. Bị bắt thì cái tổ đường sau lại phục để nhìn thấy, nghe thấy, coi như là ông ấy mang đi, coi như là biết ông ấy bị bắt. Đấy. Mãi sau thì mới phát hiện ra là nó dắt đi thì mới biết là ông bị bắt. Đấy. Thế là bọn tôi cũng rút, coi như không ở đấy nữa. Không ở trên đỉnh lên nữa, là xuống. Đấy. Cái người bị bắt đấy thì sau này có trao trả tù binh? Có trao trả, năm 88 mới trao trả. À, vâng. Thì ông này cũng khai, nó bảo là đi lính tổng động viên, năm 79 đi. Đấy. Đến năm 80 là bị bắt, chưa đầy một năm. Thế trong người anh ấy nhiều sẹo quá. Thế thằng Trung Quốc nó vẫn cứ giữ ở trong trại. Là vì anh là lính đặc công nhưng mà ông không khai lính đặc công. Đấy. Là mãi sau đến năm 88 thì anh lại sang Hà Giang để thăm những các đồng đội. Đấy. Tưởng anh hy sinh nhưng mà cũng không hy sinh. Như vậy là khi mà không tự sát thì cơ hội sống vẫn còn. Vâng. Đúng không ạ? Đấy, ông ấy là đông người quá, ông không tự sát kì. Đấy. Tức là bọn giặc nó quá đông. Vâng. Thì toàn là lúc 1 giờ đêm là trời âm u nữa là không phát hiện ra. Thế là anh ấy mới bị. Cái câu chuyện của cái trận mở màn cho MB84 thì có một cái tình tiết là đồng hồ đấu khớp nó không khớp, cho nên là khi mà bộ đội đặc công vào mở cửa và đánh gọi là trừ những cái hỏa lực này kia đấy, vâng, thì là bị chênh mất, bị sớm lên mất chục phút, và có như nổ trước. Vâng, nổ trước khoảng 5 đến 10 phút, nổ trước 5 đến 10 phút, không khớp được lệnh với bộ binh. Vâng. Và cũng không liên lạc, thông tin thì bị phá vỡ, cho nên cũng không khớp được với pháo binh. Vâng. Và như vậy là khi mà đã hiệp đồng tác chiến mà nó có vấn đề,
Có, đấy là lộ thông tin, coi như là đấy là Trung Quốc nó chuẩn bị trước. Vâng, không, vâng. Nhưng bây giờ như này, mình cứ bỏ qua cái tình tiết là, vâng, là lộ thông tin đi, vâng, mà mình khớp lại từ mở cửa này, bộ binh và pháo binh, vâng, không đấu được lại với nhau. Không đấu được, không thì kết hợp được. Có lẽ là cái thua đã là phải chiếm tới 60%. Vâng. Đúng không anh? Vâng. Thất bại đấy, vâng, gọi là thất bại chiếm tới 60% rồi. Chiếm tới 60% rồi. Còn nếu như anh nói lộ thông tin thì tôi nghĩ cũng chỉ là một cái phán đoán thôi. Vâng. Đúng không nhỉ? Vâng, chẳng qua là nói này, nó nào biết trước là nó đạn nó nhiều quá, nó phản kích lại coi như là 3 ngày 3 đêm. Đấy. Còn nếu mà nó không phản kích mạnh 3 ngày 3 đêm thì quân mình không tiêu hao được như thế. Đấy. Vì nó chuẩn bị trước coi như là gần nhất là cối 60, là bé nhất. Đấy. Còn to nhất là cối 160 với 105, còn những các loại đạn khác không không kể. Đấy. Là nó bắn coi như là cái đội 772 này là như người quốc luôn, trần đi trần về, nó nát hết. Nhưng các anh đã hy sinh rồi còn lật đi lật về đạn, nó không không là đấy. Mà cả cái núi đá này là trắng như vôi luôn. Đấy. Chứ không phải là như bây giờ là cây cối này, ngày xưa là trụi hết. Cây núi đá này nó tụt khoảng tầm khoảng mét dưới đến 2 mét. Đấy. Tụt cái phần mà 685 này. Phía mình đây này. Phía mình đây này. Vâng, chứ còn cái phía mà anh đi làm gỗ xẻ gỗ lên ấy thì tôi thấy nó vẫn nguyên mà. Nó vẫn cứ bắn ạ, bắn vâng, nó nát bắn hết ạ. Đâu, nát hôm qua tôi ở trên đỉnh mà. Đá nguyên sinh nó vẫn nguyên. Không ạ, chị ạ. Thật mà. Nó thật thì đá mồ côi thì nó cũng bắn tan đi một phần. Chị ạ. Không, vì đá nguyên sinh nó khác, nó cũng có những cái chỗ pháo bắn. Có pháo. Những cái chỗ mà đá nó bị nát ra. Nhưng nó không đáng kể so với toàn bộ. Còn cái phần mà tôi chưa đi đến thì tôi thấy có cây mọc dày đặc, thì tôi đoán đó chính là cái chỗ mà bị bắn nát thì cây nó mới lên được như thế. Chứ còn cái phần mà đá lộ lên ấy thì cây nó cũng có lên được đâu. Lộ lên thì thế này, nó không có đất nó cũng chả bám được, cây cối nó chả lên được. Chính thế, vâng, vâng đấy. Cho nên là nó mới không vâng. Không vâng. Phải là pháo nó bắn vào đấy. Vâng. Thế cả một này. Cái dãy 685 thì tôi nghĩ là chỉ có cái khúc phía giáp mình đây này. Thế này chị ạ, bộ đội ta bắn vào 685 này rất nhiều đạn chứ không phải là ít đạn. Thì tóm lại thằng Trung Quốc ở thì mình bắn, mình ở thằng Trung Quốc bắn đấy, là những các điểm gây 685 này đấy, chứ không anh phải đã là... bao giờ lên đấy chưa? Trên đỉnh thì tôi chưa đến ạ, dưới chân tôi đến ạ. Vâng. Đấy chính là vì anh chưa lên đỉnh, và tôi nghĩ là rất ít người lên đỉnh, và tôi rất là tự hào vì chúng tôi đã lên tới đỉnh. Cái đỉnh 685 này ạ. Vâng. Nó là một cái dài như thế này, nó giống như cái lưng con trâu ấy. Vâng. Hai bên nó dốc thẳng xuống như thế này. Thế và ở trên nó là đá, nó gọi là đá nó còn nguyên, gần như nguyên ấy. Đấy, cái đỉnh 685 này là... Chứ còn cái đoạn này này thì nó bị nhiều này. Có anh Trần Mãn là hy sinh ở trên. Vâng, E5 đấy. Vâng. Vâng. Thì tôi cũng có đã về nhà anh Lê Trần Mãn. Vâng. Chúng tôi cũng đã về đấy rồi. Với cái anh Nguyễn Viết Linh. Nó khác vào băng súng, coi như là sống bám đá trên hoa đá hóa thành tử đấy. Vâng. Đấy là anh. Và tôi rất là muốn lên cái khu vực đấy đấy, bởi vì là cái phần mà hôm qua mình đi qua thì nó lại toàn bộ cái khu đấy là nằm trong cái vùng chiếm đóng của Trung Quốc. Chị lên đấy chỉ ở dưới chân thôi, chưa lên đến đấy. Không, lên trên đỉnh mà. Để tôi tả anh nhé, không thể nào còn chân nữa, bởi vì tôi đứng y như trên nóc nhà. Thì nó nhiều mỏm. Không, mỏm cao nhất là hôm qua lên đến đấy, lên chỗ bạn Nhiệt dẫn đi. Vâng. Mà chuẩn luôn. Và tôi thấy là rất là tự hào và cũng rất là thành công trong cái chuyến đi. Một cái nơi mà không phải ai cũng có thể lên được, một cái chỗ mà không phải ai cũng có được cái hình ảnh như vậy. Chỉ có hơi tiếc là khi lên đấy, một là đã muộn rồi, hai là chân tay run lẩy bẩy, cho nên hình ảnh chắc là không được đẹp lắm. Và rất là cảm ơn bạn Nhiệt, bạn ấy đã quay trở về lấy nước mang lên cho chúng tôi. Đến lúc đấy là đã chia nhau những giọt nước cuối cùng rồi. Bốn người thì chỉ còn bằng này nước, và uống đến những cái phải chia nhau mỗi người một ngụm. Rồi bạn ấy quay về để lấy lên cho chúng tôi. Thôi câu chuyện đấy là xong. Và tôi thì lại rất là cảm thấy rất thoải mái trong cái chuyến đi này. Có người cựu chiến binh với câu chuyện của anh ấy một cách đơn giản, rõ ràng. Và cái gì mình biết thì nói, cái gì không biết không nói. Và anh không phải là một người lính bình thường, mà là một đặc công, mà tôi cho là một đặc công rất xịn. Bây giờ trở về cuộc sống bình thường, tôi có lẽ lúc đầu tôi có đặt ra một cái câu hỏi là vì sao anh lại làm ở đây, thì bây giờ tôi nghĩ câu đấy của tôi là thừa rồi, đúng không anh? Không ạ, cái câu của chị nói là rất hấp dẫn ạ. Vì tôi đây này, thì các anh tìm tôi trước là tôi là người thứ tư, tôi trông đây là các anh trước là có anh được một tháng, có anh được hai tháng, có anh hai tháng dưới là phải thay. Thế thì tôi từ năm ngoái đến đây
từ 2017 là đến giờ. Là 2016. Chưa thay. Chưa thay, tôi lên lúc tôi nhận với các anh ban liên lạc thì tôi bảo tôi lên khoảng 1-2 tháng thôi. Thế mà các anh giữ lại tôi đến giờ. Thế anh thấy rằng là mình có thể ở được lâu nữa không? Đây thì nói tóm lại, tôi ở thì tôi thắp hương cho đồng đội thôi, tôi thương lại đồng đội. Dạ. Tôi quý đồng đội. Mà không phải ai là cũng ở đây trên đây được. Tôi ngủ ở trên này một đêm hôm thì một mình một thân thôi. Nhưng mà là đồng đội rất nhiều. Lắm lúc thì thấy mở cửa, nhưng mà dậy đi thì không thấy gì, tôi lại vẫn mở cửa cho đồng đội vào. Lắm lúc thì tôi ngủ bóng đè. Bóng đè thì tôi lại này. Là có người nó gọi tôi thì chẳng khác như cầm súng để đâm. Thế tôi lé người ra, tôi đá vào tường cái móng chân tôi còn chảy cả máu. Đấy, cả dây màn cũng đứt hết. Đấy. Theo đấy thằng Trung Quốc ấy. Không phải đâu ạ. Vì đồng đội thôi, lúc ấy là khả năng là mình các kiểu ngày xưa là đánh nhau là như thế nào, là cảm giác nó như thế thôi. Tức là mình là một cái ký ức của về. Và thực ra thì anh nghĩ là phải trả lời, chứ còn tôi thì tôi hiểu là câu chuyện của anh thì đã khiến tôi hiểu vì sao mà anh ở đây rồi. Một cái nơi rất là heo hút và ở một mình như vậy. Bây giờ sau khi trở lại quan hệ bình thường hóa rồi, và mình ở đây thì vẫn là một cái vùng biên, thì khi đến đây thì tôi thấy rằng cái bản nậm ngặt, được nghe các cháu nói chuyện là hình như trước đây rất là đông, có tới mấy trăm hộ. Không ạ, cái đây là cái thôn nậm ngặt này là đầu tiên 104 hộ. 104 hộ từ năm 79 ạ. Đến lúc 79 là bùng nổ chiến 6 tỉnh phía Bắc thì cái là dân nó lại sơ tán đi lên huyện Bắc Mê, bây giờ là về không hết ạ. Vâng. Tức là bây giờ trở về không hết. Vâng. Còn nếu như mà cái 100 mấy hộ đó mà ở lại thì đến bây giờ cũng tự nó cũng đã phát triển thành rất là đông đúng không? Nếu mà không đánh nhau ấy. Vâng. Thì là không có chỗ ở. Vâng. Vâng. Thế nhưng mà họ đi rồi họ không về nữa, chỉ có một số bây giờ là 60 hộ đúng không anh? Vâng. Vâng, 60 hộ. Mà hôm qua tôi rất ngạc nhiên vì nó quá rộng và ruộng vườn thì nhiều như thế, cho nên là bà con dường như rất là yên tâm để ở. Vâng. Và tôi thấy là với một cái thôn ở vùng biên, nhưng mà hầu như là cái sức của bà con bỏ ra, cái công sức bỏ ra để xây dựng quê hương nó rất là nỗ lực. Và nó nỗ lực như vậy cho nên tôi cũng thấy là rất là vất vả. Thì là một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu để bảo vệ quê hương mình, thì anh bây giờ ấy thì anh có cái suy nghĩ gì không về cái sự phát triển của quê hương, chính là cái bản nậm ngặt là không phải quê anh đúng không nhỉ? Không ạ, nhưng mà tôi cũng là ở đây, tôi gần đây tôi biết ạ. À dạ. Thì cái thôn nậm ngặt này là có dân rất gian nan vất vả, mà dân rất kiên trì. Thì lúc cái năm 90-91 dân về ấy, thì làm dày đặc làm mìn, đi chỉ có đường mòn và giao thông hào thôi. Thế thì quá trình dân rất giác ngộ, nhưng các anh đi bộ đội về thì tháo mìn tháo giếc, thì cả phụ nữ cũng được biết, được mà các anh giới thiệu thì các phụ nữ cũng biết tháo mìn, cứ tháo cái kíp ra thì an toàn. Đấy, thế là những các ruộng nương này thì đồi chè đồi giếc ruộng là dân nó khắc tự làm hết. Mãi sau bộ đội nó mới lên sau, bộ đội lên sau rào xóa văn bom mìn ấy thì cũng là rào xóa của thằng dân thôi, dân nó làm trước rồi bộ đội mới đi sau thôi. Đấy. Nhưng mà lắm lúc thì bọn tôi ấy, thì lắm lúc những cái bãi mìn ấy bọn tôi rất ngạc nhiên. Vì tại sao ngạc nhiên mà bộ đội, tại sao dân lại không muốn tin nhà nước? Cái câu này là ý của tôi. Thì tại sao dò mìn xong thì dân đi vào vẫn còn bị mìn. Đấy. Thì báo cáo bỏ sạch mìn rồi. Thế báo cáo sạch mìn thì bây giờ văn bản lên thì ai đo là bao nhiêu hecta? Thế văn bản lên thì đưa phong bì cho xá, đóng một phát dấu. Thế là xong. Thế thì dân bọn tôi cũng chả tin tưởng là của nhà nước cái công việc này để ấy. Bọn tôi là dân nhưng mà bảo làm sạch rồi nhưng mà dân vào vẫn còn bị. Anh chị ạ, đấy, bọn tôi là đấy như thế. Mà dân ở đây rất vất vả, thiếu cả đường điện, thiếu của đủ các toàn phần luôn. Đường xá xa xôi bây giờ vừa mới cuốc đây. Là ngày trước là toàn đi là đường đất là ngập đến đầu gối trời mưa. Đấy, xe cộ là không biết đi, bỏ. Thì bây giờ mới bảo có con đường này là hơi, bây giờ chị đi thể thấy thế nữa. Ngày xưa là vất vả lắm. Đấy, cả ruộng nương cả đi lại là rất vất vả, từ mắm muối bán đi chợ đi giết thì quá vất vả gồng gánh. Thế bây giờ mới bảo là có cái xe máy này thì bảo là đi lại nó thuận tiện hơn. Thế bây giờ dân này chỉ mong muốn coi như là có cái điện để ánh sáng cho dân nó thoải mái, thì không thì cái đường điện bây giờ dân ông kêu thì bây giờ dân ở trên này cũng thưa thớt mà cũng chưa kéo được.
thì yêu cầu là có cái đường, xong lấy đường điện cho dân nữa, thì dân nó cũng sung sướng biết bao. Dân vẫn cứ ca thán, nhưng mà dân cũng, bọn tôi cũng chả biết kêu ai. Đấy. Báo cáo thế cũng chả thấy nói gì. Đấy. Mà rất là cảm ơn anh. Vâng. Anh ở đây thì giống y như là một cái trạm kiểm soát của cái bản Nậm Ngặt. Đi kiểu gì thì cũng phải đi qua đây. Vâng. Vâng. Thì lâu nay rồi anh có thấy có những cái vụ mìn nổ hoặc là người bị thương hoặc là chết không? Không có ạ. Vâng. Thế còn châu bò đôi khi có không? Châu bò có ạ. Châu bò đi vào bãi mìn lắm, lúc này đi chăn nó vào bãi mìn là vẫn còn nổ. Vâng, năm cái tháng vừa rồi còn dính một con châu, hai con à. Đấy, giống hải mìn. Tức là có thể là như này, các cháu nó giải thích ấy là bình thường này thì không nhìn thấy nữa rồi. Vâng. Hết rồi. Trời nắng đi thì không làm sao. Vâng. Nhưng mà đến khi trời mưa đi thì cái con bò nó đi, con trâu đi thì vâng, cái móng của nó cứ rút xuống. Vâng. Rút rồi nó cứ rút sâu dần xuống. Vâng. Cho đến một cái lúc mà nó chạm mình thế là nổ. Liệu có phải đúng không? Đúng ạ. Nó vì trong quá trình trời mưa đất mềm. Còn đất cứng trời nắng thì nó khô cong lại, nó không dám đến. Vì cái mìn này là cái K58 thì cứ tầm 2 cân đến 3 cân là nó nổ. Đấy, cả M6 nữa. Anh đã bao giờ đi lên cái chỗ cao điểm 1100 không? Chưa được lên. Chưa từng. Vâng. Anh chưa lên đấy thì chắc không lên 1509 đúng không anh? Chưa. Vâng. Người đặc công vẫn giữ nguyên cái nguyên tắc, tức là bảo đi thì đi, mà bảo đi đâu thì đi đấy. Có lẽ là về thì bây giờ không bảo lên cho anh cũng không lên. Và bây giờ là ngồi ở đây để trông coi cái này. Và tôi thì cảm thấy lòng rất là thư thái và rất là tin tưởng ở ông gác đền này. Bây giờ thì cuộc trò chuyện của chúng tôi tạm dừng. Anh có muốn gửi nhắn gì cho đồng đội của anh, hoặc là với những cái người của thế hệ sau, hoặc là với những người mà chưa từng đến đây bao giờ không? Khó. Nói khó thì... Rất là khó đúng không ạ? Vâng. Vâng. Một chiếc ba lô, một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ. Vâng, đúng rồi. Vâng. Trong những cái bài hát về những người lính thì tôi thấy ở anh một cái sự giản dị, đúng là một người chiến sĩ, mặc dù đấy là một chiến sĩ đặc công. Và bây giờ thì chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ở đây. Anh thấy rằng rất khó, không có lời nào để nói, và nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy đã tặng khán giả một cái nụ cười mà tôi cho là rất là rạng rỡ. Vâng, bây giờ thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi, và xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn anh. Vâng, chị.